Chào mừng quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà đẹp giá rẻ của em gái miền Tây nha. Và hôm nay đây là một siêu phẩm nhà cấp 4 mặt tiền đường sân vườn, tổng diện tích là 240 thổ cư với mức giá siêu rẻ. Và căn nhà này là của chú chuyên về đồ gỗ ở quận 8 và cần ga gấp luôn, với một mức giá cực kỳ rẻ. Và hôm nay em sẽ quay tổng quan để mời cả nhà mình xem một căn nhà phải nói là kết cấu sang trọng, chất lượng và đẹp nhất miền Tây luôn cô chú anh chị. Và vị trí ở đây là khu vực Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An ha. À, ở đây là Long An chúng ta là Cần Giuộc, là giáp ranh với chợ Bình Chánh luôn nè. Mình đi lên Sài Gòn chỉ mất tầm 40 phút, nếu mình lên quận 5 thì không kẹt xe thì cũng khoảng tầm 45-50 phút của chú anh chị mình nha. Và căn nhà này là nội thất mình sẽ thương lượng với chính chủ, bên em chỉ quay nhà. Và chính chủ sẽ bán những cái đồ gỗ cao cấp này cho quý cô chú anh chị, vì là chủ đồ gỗ quận 8, rất là sang trọng, đồ cổ đẹp luôn cô chú anh chị nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra bên ngoài để mình xem về đường đi mặt tiền luôn nha. Mặt tiền đường thông đường này xuống thị trấn Cần Giuộc luôn nè. Đường xe hơi, có một chiếc xe vừa chạy qua luôn cô chú anh chị. Và đặc biệt căn nhà của chúng ta sẽ là góc ba mặt tiền, đường thông thoáng luôn. Một con đường về Long Thượng, một con đường về thị trấn Cần Giuộc. Và căn nhà có nhiều điểm nhấn sang trọng, kiểu thiết kế sân vườn độc lạ luôn, với tổng mức giá là 3,6 tỷ, quá rẻ luôn ha cô chú anh chị mình nha. Đây, full thổ cư luôn nè, hướng Tây Nam luôn. Đó, cô chú anh chị mình thấy đường nhựa, đường thông mà đường 6 mét luôn, hàng hiếm. Và căn nhà chúng ta sẽ kế bên là căn biệt thự rất là sang trọng. Nói chung nguyên dãy này là đông dân cư, toàn là nhà biệt thự. Sân vườn không nha cô chú anh chị mình ha, hàng đẹp luôn á. Đây, nên mình về đây sinh sống thì không lo phải buồn bã hay vắng vẻ gì đâu. Mặt tiền thì quá tuyệt vời rồi. Mình lâu lâu mình về nghỉ dưỡng hoặc ở kiên cố lâu vài cũng được luôn. Và với một căn nhà mình sẽ có hai phòng ngủ, phòng khách và phía sau sân đậu xe ô tô luôn, với một tông màu xanh rất đẹp luôn nè cô chú anh chị ơi. Có cổng rất là sang luôn nè. Phía trước mình có trồng những cây sân vườn rất là đẹp, từ những cây mít nè ha, và những cái hoa lan nè, có những cây mai nè. Đó, rất là sang trọng. Ở trên đây thì bây giờ đã có đèn, những cô gái rọi đèn ha, đêm khoảng tầm 6 giờ thờ lên đèn ánh sáng xuống, tối cái đèn lên thì rẻ, nhìn căn nhà chúng ta sẽ đẹp hơn nữa nha. Và kết hợp những cái chậu lan thì rất là dễ thương luôn nè. Rất là đẹp luôn. Ở đây mình đậu xe ô tô được luôn. Và tông màu xanh thì lên nhà rất là đẹp được. Cái căn nhà này ốp gạch lên cao full luôn, rất là chất lượng, rất là kiên cố của chú anh chị đó. Và nhà mình thì có được phong thủy là hai chú ngày voi, rất đẹp luôn nè. Nhưng mà hàng này thì chỉ quay, em quay làm cảnh thôi. Còn mà nếu cô chú anh chị thích thì mình cứ thương lượng với chính chủ mình mua. Ở đây là giá tốt nhất nha cô chú anh chị mình nha. Căn nhà chất lượng luôn nè, rất là đẹp luôn ha. Nhìn lên hình thôi là đẹp nhất nách luôn rồi cô chú anh chị. Và đặc biệt nguyên một cái dàn cửa cũng rất là cao cấp nè. Để em vào bên trong em quay cho cô chú anh chị mình xem ha. Với thiết kế là trần thạch cao, có những cái bóng đèn rất là đẹp, đèn lon, đèn led, đèn chùm. Nguyên một bộ ghế gỗ này là hàng cao cấp xịn sò, rất là đẹp. Nếu những ai đam mê về nghệ thuật và chúng ta đam mê về những cái gì về triển lãm á, thì cô chú anh chị lên quận 8 sẽ gặp được chính chủ nè, chuyên bán đồ gỗ như thế này nè, về triển lãm. Rồi khách mà mua thì chính chủ sẽ bán luôn cái bộ này để trưng bày thôi, đẹp mắt luôn. Đẹp lạ luôn ha cô chú anh chị nha. Rồi ở đây có cái võng, cái võng thì em thấy có một cái đầu con cá sấu nè. Hàng độc lạ miền Tây nè, quá tuyệt vời luôn. Rồi cái bộ bàn ghế nè, rất là sang trọng luôn. Nhà thoáng mát luôn, trần thạch cao xây dựng rất là kiên cố. Nhà xây để ở nên nhìn rất là chất lượng đúng không cô chú anh chị. Và phía sau đây thì chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian hai phòng ngủ. Và nhà của mình là ốp gạch lên cao 1,6 m nè, nhìn nó rất là vân vân, rất là đẹp luôn. Ở đây có một cái phòng nữa nè cô chú anh chị, rất là mát luôn nè. Rồi chúng ta xuống ở đây nhà ăn nữa nè, đây thêm có cái phòng ngủ nữa, cũng rất là mát mẻ luôn ha. Trần la phong chống thấm, nó rất là sang trọng luôn. Và cô chú anh chị mình sẽ xem được cái căn nhà cấp 4 siêu to siêu rộng, ở lâu dài, ở 5-6 thành viên cũng được. Phía sau đây là có một cái nhà vệ sinh đó cô chú anh chị ha. Đây, và đây cũng có một phòng tắm nữa nè.
rất là tuyệt vời luôn, với một căn nhà giá siêu rẻ, mặt tiền đường hàng hiếm, cần bán gấp. Nếu quý cô chú anh chị nào quan tâm thì hãy xuống xem được, thì hẹn chính chủ, mình sẽ thương lượng giá trực tiếp với chính chủ. Thì một lần nữa cũng mến chúc tất cả quý khách hàng, quý cô chú anh chị em đang theo dõi kênh Nhà Đất Tâm Nguyệt Em Gái Miền Tây. Chúc quý khách luôn luôn bình an, luôn luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn. Xem video ưng mẫu nào cứ liên hệ tại Em Gái Miền Tây để được gửi sổ và dẫn quý cô chú anh chị trực tiếp xem nha. Xin kính chào quý cô chú anh chị mình nha.